Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Ta là Hôn Phu Kiếm Thánh tập 64 của tác giả Đích Thủy, người dịch NVM 1997, nguồn tiên dược qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 513, biến cố ở Hoàng Thành. Khương Phục Tiên thay váy dài ngân sắc, mái tóc bạc dùng trăm bạc cuốn lại thật cao, dung nhan tinh xảo, không có bất kỳ tô son trát phấn gì, cao quý trang nhã, phản phất như là một nữ thần trong thần thoại bước ra, thoát ly trần thế, đẹp đến mức làm cho người ta nín thở. Khương Phục Tiên đeo mạng che mặt màu trắng, bình thường nàng ta không có thích náo nhiệt, càng không có muốn xuất đầu lộ diện trước công chúng, chỉ muốn lưu lại một mặt đẹp nhất cho Trần Mục thưởng thức, cho nên lựa chọn đeo mạng che mặt. Mạng che mặt màu trắng khiến cho nàng ta tạo ra rất nhiều cảm giác thần bí. Hà Mộng Như mang theo nha hoàn đi theo phía sau Khương Phục Tiên. Hai con thần thú màu đỏ nằm bò ở Phục Tiên Cát. Trong bọn chúng giống như do rồng và ngựa hợp thể, cao lớn hơn ngựa mấy lần. Có lần giáp của giao long, trên đầu còn có sừng rồng. Nắm giữ huyết mạch long tộc rất mạnh, là một thần thú phàm gian khó gặp. Hai con thần thú kéo Tiểu Sơn giống như là thần liễn. Khương Phục Tiên leo lên thần liễn. Trần Mục không có tới Quang Minh thần điện, hắn không muốn gây rắc rối, cho nên ở lại Phục Tiên Cát tu luyện. Quảng trường ở bên ngoài Quang Minh thần điện đã tụ tập cường giả và thiên kiêu thần tộc Đông Thần Quốc. Trong đám bọn họ có rất nhiều người đến từ khu vực bên ngoài của Thái Sơ Hoàn Thành. Khắp cả thần vực, đại đa số các gia tộc đều phái người đại diện đến đây chúc mừng. Còn có thiên kiêu đỉnh phong cho những thế lực thần quốc và cấm địa khác phải tới, có thể thấy được long trọng tới mức nào. Thần liễn xuất hiện bên ngoài Quang Minh thần điện, Khương Phục Tiên xuất hiện trong ánh mắt nhìn chằm chằm của dạng chúng, giống như là bông hoa thánh khiết, không dính hạt bụi, dẫn tới vô số tiếng hoan hô. Lúc Khương Phục Tiên đi tới giữa quảng trường, cột sáng thánh khiết rơi trên người của nàng ta, toàn trường sôi trào, toàn bộ Thái Sơ Hoàng Thành đều đang lay động, có thể thấy được mọi người hoan nghênh nàng ta tới nhường nào. Diệp Hâm Nhiên hâm mộ nói, mẫu hậu, sao mà ta không có thời khắc được nở mày nở mặt giống như Khương Phục Tiên vậy? Lâu Tương thần hậu đứng tại cái trụ đá trên cao nghiêm túc nói, Hàm Nhiên, thời điểm ngươi kết hôn chắc chắn sẽ có cảnh tượng rung động như thế này. Vậy thời điểm Phục Tiên tỷ tỷ kết hôn liệu có chấn động hơn cả bây giờ không? Diệp Hâm Nhiên tiếp tục hỏi. Lâu Tương thần hậu mỉm cười nói, khó nói, cũng chỉ có cường giả các tộc dám nghị luận chung quanh, thiên kiêu cùng với cường giả của Đông Thần Quốc đều chỉ có thể reo hò. Thành niên mặc áo trường bào màu lam cười hỏi, người có thấy qua chân dung của Phục Tiên chưa? Cơ Thanh Dân cười nói, đương nhiên thấy qua rồi, có lẽ hôm nay là ngại nhiều người thôi. Cơ Trường Sinh có một chút tiếc nuối, cố ý chạy tới Thái Sơ Hoàn Thành, đừng có lúc quay về mà ngay cả khuôn mặt Khương Phục Tiên cũng không có nhìn thấy, phụ hoàng ta chắc chắn sẽ chê cười rồi. Ánh mắt của nam tử thân mặc đại hồng bào tham lam, không có thần tộc nào bằng lòng tới gần. Hắn ta chính là thần tử đến từ phù đồ cấm địa Trương Nghịch Trần, mùi máu tươi khắp người rất nặng. Trong Quang Minh thần điện, ánh bạc thánh khiết tràn ra. Đông Hoàng đi tới bên ngoài thần điện, ông ta đứng ở nơi cao nhìn xuống thần tộc chung quanh. Bên ngoài Quang Minh thần điện đột nhiên yên tĩnh, cả quảng trường đều im lặng, dù số thần tộc quỳ xuống hành lễ, ngay đến cả thiên kiêu cao ngạo cũng run rẩy hai chân. Đông Hoàng cũng không có ép buộc bọn họ quỳ xuống, người quỳ xuống đa số do bắt nguồn từ áp chế của huyết mạch và kính sợ dưới đáy lòng. Đông Hoàng đứng ở đó giống như là non núi to lớn cao không thể chạm. Quyền Dẫn thần hậu đứng bên cạnh ông ta, bọn họ cùng quản lý Đông Thần Quốc. Ở đây cũng chỉ có Lâu Tương thần hậu có bối phận địa vị giống như bọn họ, nhưng mà cũng không dám ngông cuồng đánh giá. Bái kiến Đông Hoàng bệ hạ, bái kiến Quyền Dẫn thần hậu, cung nghênh Phục Tiên điện hạ về nhà. Bên ngoài Quang Minh thần điện vang lên âm thanh như núi kêu biển gầm, đám thần tử thần nữ đều cảm giác được chấn động. Bên ngoài Quang Minh thần điện lại yên tĩnh, đôi mắt của Đông Hoàng nhìn về phía xa. Ông ta chắp hai tay sau lưng,
vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn về nơi xa, bình tĩnh nói, nếu đã tới rồi, hiện thân đi, trốn tránh có ý nghĩa gì? Thần tộc toàn trường không khỏi khiếp sợ. Khương Phục Tiên quay người, nhìn về phía nơi xa. Lâu Tương Thần Hậu nhìn ánh mắt của Đông Hoàng, đáy lòng của bà ta kinh ngạc. Chẳng lẽ lại có người dám gây chuyện ở Thái Sơ Hoàng Thành? Là ai dám không cần mạng vậy? Không gian vặn vẹo, toàn bộ Thái Sơ Hoàng Thành đều đang chấn động. Có một cổ sức mạnh muốn xé mở cấm chế, cưỡng ép giáng xuống tại Thái Sơ Hoàng Thành. Đông Hoàng phất tài, cấm chế biến mất, sau đó không gian tê liệt. Một đạo u quang rơi trên quảng trường. Sau đó, trung niên nam tử áo đen tóc trắng bước ra từ không gian đã bị xé rách. Trên mặt nở nụ cười tà mị. Lòng bàn chân của ông ta tràn ngập u sương, nhìn vẻ không có giống người tốt. Lâu Tường Thần Hậu kinh ngạc nói, phù đồ u, chủ nhân cấm địa, ông ta cư nhiên đích thần đáp xuống Thái Sơ Hoàng Thành. Đông Hoàng không có nhìn phù đồ u, mà cái quan tài hiện ra u quang rơi trên quảng trường. Lão Khương, nha đầu nhà ngươi đã trở về, bản tôn không có gì tặng, hy vọng hắc quan này ngươi có thể thích. Trên mặt phù đồ u tràn đầy cái nụ cười xấu xa. Thần tộc Thiên Kiêu xung quanh cảm nhận được hàn ý, trong lòng của Thiên Kiêu Đông Thần Quốc vô cùng phẫn nộ. Bên ngoài Quang Minh Thần Điện, Dương Cung Bạc Kiếm, Thiên Kiêu Thần Tộc đến từ ngoài Đông Thần Quốc đều cảm thấy đại sự không ổn. Lâu Tường Thần Hậu biết, loại cường giả này không có dễ dàng động thủ, nếu như bọn họ thật sự động thủ, muốn không có bị ảnh hưởng đến, căn bản là không có khả năng. Khương Phục Tiên nhìn chăm chăm hắc quang cách đó không xa, nàng ta mặt không đổi sắc, không hề mảy may bị dọa sợ. Chương 514, lộ ra thần quy. Bắc thần hiện thân đi. Đông Hoàng mở miệng một lần nữa, tất cả thần tộc xung quanh đều khiếp sợ. Thần hoàng của Bắc Thần Quốc cũng tới. Bình thường bọn họ có thể gặp được một vị thần hoàng cũng rất khó. Lần này thậm chí có may mắn có thể gặp được ba vị. Phục Tiên Cát, Trần Mục cảm nhận được khác thường, chau mày. Hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện, lập tức khởi hành chạy đến Quang Minh Thần Điện. Bầu trời đã bị xé rách, trung niên áo xanh phá trời mà tới. Thiên kiêu của thần tộc nhìn thấy bóng dáng mơ hồ. Tức khắc, thiên kiêu và cường giả thần tộc trong Thái Sơ Hoàng Thành đều thở dốc khó khăn. Thần quy đáng sợ, đủ làm cho bọn họ ngạt thở. Y bào của Triệu Bắc Thần phất phới trong gió, không giận tự quy, ông ta đứng chắp tay. Đông Hoàng, nguyên giận, ta tay không mà đến, hy vọng các ngươi không để ý. Vẻ mặt của Khương Đông Hoàng không thay đổi, tùy ý nói, người tới là khách, hoan nghênh. Triệu Bắc Thần đáp xuống trụ đá bên ngoài Quang Minh Thần Điện. Ông ta chắp tay, biểu ý với phù đồ thần hoàng và Lâu Tương Thần Hậu, thể hiện rất tùy ý. Mặc cho mọi người có thể nhìn ra, bọn họ đến không có ý tốt. Triệu Thiên Thần đi vào Thái Sơ Hoàng Thành, vốn là để Đông Thần Quốc buông lỏng đề phòng. Triệu Bắc Thần đột nhiên xuất hiện tại Thái Sơ Hoàng Thành, tin rằng rất khó có người có thể ngờ tới. Hai vị cường giả thần hoàng giáng lâm tới Thái Sơ Hoàng Thành đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện việc rầm rộ thế này. Phù đồ thần hoàng mang theo hắc quang mà đến, ý khiêu khích rõ ràng như vậy. Mọi người đều có thể nhìn ra nghi thức sắc phong đã bị ép gián đoạn. Thần tộc chung quanh dẫm trên băng mỏng. Trần Mục đến gần Quang Minh Thần Điện, xa xa hắn đã trông thấy Triệu Bắc Thần và phù đồ u. Trên người của bọn họ mang theo của tầng sóng đáng sợ, tới gần sẽ rất nguy hiểm. Trước mặt của thần hoàng chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến cho tu tiên giả tầm thường thịt nát xương tan rồi. Trần Mục nhìn thấy vị hôn thê. Khương Phục Tiên đứng ở giữa quảng trường bên ngoài Quang Minh Thần Điện. Bầu trời có một cột sáng màu bạc rơi xuống, vừa dặn bao phủ lấy nàng ta, thần thánh, thánh khiết. Bên cạnh Khương Phục Tiên còn có cái hắc quang cao một trượng, chung quanh tràn ngập sương đen, âm u khủng bố. Trần Mục cảm thấy tình hình không có tốt lắm, bọn người này dám đến Thái Sơ Hoàng Thành làm càn, chẳng lẽ là không sợ đến mà không về sao? Quyền Dẫn Thần Hậu cao quý đoan trang lạnh giọng nói, phù đồ u, Triệu Bắc Thần, các ngươi có ý gì? Bà ta nói năng có khí phách, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa hàn ý, lên tiếng chất vấn hai cái vị cường giả
đứng đầu thần dược này. Khương Vũ Thần đứng ở dưới bậc thềm của thần điện, ánh mắt quán tà mang theo phẫn nộ. Đông thần quốc ở thần dược nhiều năm như vậy, còn chưa có bao giờ từng gặp loại tình huống này. Thiên kiêu thần tộc xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Đây, nếu như mà khai chiến, bọn họ chắc chắn sẽ bị liên lụy. Lâu Tương thần hậu không dám lắm miệng, bà ta trong tối nhắc nhở thiên kiêu của Tây thần quốc, đừng xen vào việc của người khác. Diêm Vô Địch bên cạnh Triệu Thiên Thần nghi ngờ nói, Bắc thần thần hoàng có ý gì đây? Không rõ lắm, nhưng mà phụ hoàng khiến cho Đông thần quốc rất mất mặt, điều này rất dễ chịu. Triệu Thiên Thần chế diệu nói, ở gần thần điện đột nhiên xuất hiện mấy cái chục đạo thần quang, đại năng của Đông thần quốc xuất hiện, khí tức của bọn họ dung hợp lẫn nhau, thiên kiêu và cường giả ngoại tộc đều đang run rẩy. Khương Đông Hoàng nhìn Triệu Bắc Thần nhàn nhạt nói, thời điểm nữ nhi của ta trở về thần dực từng bị tập kích, ta cứ coi như chuyện này chính là do Bắc thần quốc làm. Triệu Bắc Thần vừa cười vừa nói, Đông Hoàng, ngươi không có chứng cứ, muốn gán tội cho người khác không hợp lý đâu. Khương Đông Hoàng đột nhiên đi thẳng về phía trước, đạp không mà đi, toàn thân tràn ngập hào quang thánh khiết. Ông ta nhìn về phía Triệu Bắc Thần cùng Phù Đồ U thờ ơ nói, chỉ dựa vào các ngươi và di hài cổ thần trong quan tài mà cũng có gan đến Thái Sơ hoàn thành sao? Phù Đồ Thần Hoàng nở nụ cười chế giễu. Bắc thần thần hoàng cũng không có hề sợ hãi, trên trời có ánh nắng mạnh liệt chiếu xuống, mặt đất có sóng nhiệt đang cuộn trào. Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, nam nhân đầu đầy quả diễm đã xuất hiện bên ngoài Quang Minh thần điện. Diêm Du Địch hoảng sợ nói, lão tổ. Vẻ mặt của Đông Hoàng bình tĩnh nói, Diêm lão ma, ngươi già cho nên hồ đồ rồi, thế mà cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Diêm lão ma cười to ha hả nói, Đông Hoàng, giả tâm của ngươi quá lớn, lão phu tới để mà khuyên ngươi thôi. Ba vị cường giả thần hoàng cộng thêm di hài cổ thần bên trong hắc quang, cho dù Thái Sơ hoàn thành của đại trận, diễn cổ cũng không có cách nào mà đối phó được với tất cả bọn họ. Quyền Dẫn thần hậu khẽ nhíu mày, vẻ mặt của thiên kiêu Đông thần quốc ngưng trọng. Mọi người không có dám làm bừa, Trần Mục cũng không mù quáng xông đến bên cạnh Khương Phục Tiên. Hắn biết tình huống bây giờ rất là phức tạp, nếu như xúc động có thể mang đến phiền phức cho vị hôn thê. Trong Thái Sơ hoàn thành, có hai vị lão giả râu tóc đã bạc hết bước ra. Tướng mạo của bọn họ nhìn có vẻ giống nhau, thân mặc bạch bào, rất có tiên phong đạo cốt. Triệu Bắc Thần nhàn nhạt nói, Đông Hoàng, hôm nay là ngày đại hỷ, động thủ không tốt đâu. Nếu như bọn họ động thủ, tất nhiên sinh linh lầm than. Khương Đông Hoàng lạnh giọng nói, người muốn bàn điều kiện với bản hoàng, nói ra nghe thử đi. Triệu Bắc Thần nhìn về phía Khương Phục Tiên ở giữa quảng trường trầm giọng nói, hai nhà của chúng ta mặc dù có ân oán nhưng mà đều đã trôi qua nhiều năm rồi. Còn ta quy phong siêu việt, nếu như có thể đính hôn với Phục Tiên nhà ngươi, đương nhiên vô cùng tốt. Nghe vậy, thần tộc chung quanh rất là kinh ngạc. Trong mắt Triệu Thiên Thần ẩn chứa vẻ đắc ý. Thần tử xung quanh không khỏi ném ánh mắt hâm mộ qua. Trên mặt của thiên kiêu Đông Thần Quốc tức giận, đặc biệt là Trần Mục, trong mắt mang theo hàn ý. Chương 515, lộ ra thần quy. Nét mặt Khương Phục Tiên thờ ơ, nàng ta nhắm hai mắt lại, không có để ý đến động tĩnh xung quanh. Trên mặt của Quyền Dẫn thần hậu mang theo sương lạnh. Khương Đông Hoàng nhìn về phía Triệu Thiên Thần cách đó không xa. Hắn không xứng đáng. Giọng nói thờ ơ vang vọng khắp Thái Sơ hoàn thành. Toàn trường yên tĩnh, thiên kiêu thần tử chung quanh đều kìm nén không có dám cười. Bắc thần thần hoàng còn ở chỗ này. Phía sau lưng của Triệu Thiên Thần phát lạnh, giây phút mãn ta bị Khương Đông Hoàng nhìn chằm chằm, cảm thấy phụ hoàng cũng không có bảo vệ nổi mình. Bắc thần thần hoàng cũng liệu có kết quả như vậy. Đông Hoàng, ngươi buộc bọn ta phải động thủ sao? Trong mắt Khương Đông Hoàng không gợn sóng. Hôm nay là ngày đại hỷ của Đông Thần Quốc, bản hoàng có thể cho ngươi một cơ hội, hiện tại rút đi, bằng không chúng ta chính là tử địch, không chết không thôi. Triệu Bắc Thần đưa tay quy định không gian, tức khắc Triệu Bắc Thần và Khương Đông Hoàng biến mất không thấy đâu nữa. Nhảy mắt, Quyền Dẫn thần hậu đi đến bên cạnh Khương Phục Tiên,
còn có hai vị lão tộc của Khương gia, Phù Đồ U và Diêm Lão Ma không có phí lời, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Triệu Bắc Thần chỉ có thể trì hoãn thời gian, bọn họ nhất định phải bắt Khương Phục Tiên đi, bằng không mọi thứ đều phí công. Khai trận, hai vị lão giả bạch bào hét lớn, cường giả thần tộc của Đông Thần Quốc phóng ra ánh bạc, toàn bộ bên ngoài Quang Minh Thần Điện được bao bọc trong ánh bạc thánh khiết, sức mạnh của hai vị tộc lão tăng dọt lên. Bọn họ ngăn cản Phù Đồ U và Diêm Lão Ma. Lâu Tường Thần Hậu dẫn thiên kiêu của Tây Thần Quốc rút lui. Bà ta không có muốn chọc vào phiền phức, không quản chuyện chỗ này. Khương Vũ Thần tay cầm trường thương tức giận nói, Khương Hiên, Khương Nguyên đi với ta bắt cái đám người Triệu Thiên Thần. Triệu Thiên Thần chỉ có thể chạy trốn, ngay cả hắn ta trước đó không biết có chuyện này. Bắt thần thần hoàng bảo Triệu Thiên Thần đến Thái Sơ Hoàng Thành chính là muốn làm cho Đông Thần Quốc buông lỏng cảnh giác. Sau đó, ông ta mới có cơ hội lặng lẽ đáp xuống Thái Sơ Hoàng Thành. Trần Mục nhìn bầu trời trong thành, ánh sáng chói lọi đan xen. Nếu không phải là Thái Sơ Hoàng Thành có cấm chế đặc thù, đổi thành nơi khác, chỗ này sớm đã sụp đổ rồi. Hai vị tộc lão của Hương gia đại chiến với hai vị thần hoàng. Phía dưới có rất nhiều cường giả thần tộc đang trợ trận. Đáng tiếc, cách biệt thực lực của bọn họ quá xa, cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được nửa nén hương. Không hay rồi, Trần Mục cảm thấy có phiền phức. Chờ cho hai vị thần hoàng ra tay, quyền dẫn thần hậu không có thể ngăn cản được bọn họ, nhưng muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Hiện tại nhất định phải nghĩ cách chiến thắng bọn họ. Chung quanh hắc quang tràn ngập u sương, nắp quan tài loãng xỏ một tiếng đã mở ra. Di hài cổ thần, cả người mặc hắc giáp từ đó bước ra. Hai con mắt đèn nhánh, không nhìn thấy ánh sáng. Trần Mục cảm thấy đại sự không ổn. Cường giả Đông Thần Quốc đang bày trận, trợ giúp cho hai vị tộc lão, đối phó với Phù Đồ U và Diêm Lão Ma. Chỉ có nguyện dẫn thần hậu bảo vệ Khương Phục Tiên. Thiên kiêu tiểu bối, dám tới gần chắc chắn, chính là chịu chết. Quyền dẫn thần hậu xây dựng cái màn nước màu xanh lam, giống như là bán cầu bao bọc bà ta và Khương Phục Tiên. Di hài cổ thần đột nhiên di chuyển dữ dội, không gian chung quanh đều đang rung động. Đầu quyền quán ta cứng rắn, đánh vào trên cái màn nước mềm mại, hoàn toàn không có dấu hiệu vỡ nứt. Trần Mục có thể phát giác được quy lực đáng sợ của một quyền kia. Nếu là hắn, căn bản không thể nào mà cản nổi rồi. Quyền dẫn thần hậu đứng trước mặt Khương Phục Tiên, mặc cho di hài cổ thần đánh tung, đập loạn vào tấm chắn đều vô dụng. Nhưng mà nếu như Phù Đồ U và Diêm Lão Ma giải quyết được hai cái vị tộc lão kia, tấm chắn này cũng rất khó ngăn cản được công kích của bọn họ liên thủ. Trần Mục đứng tại khu vực trống trải dọc theo quảng trường, thần tộc chung quanh sớm đã thoát đi, chỉ có cường giả bày trận trên bầu trời, không ngừng vận chuyển sức mạnh cho hai vị tộc lão. Liêu mạng thôi. Trần Mục lấy thanh dân kiếm ra. Hắn không một chút do dự sử dụng tán thiên địa. Sinh cơ ở thần vực nồng đậm hơn nhân gian. Huống chi cái chỗ này Thái Sơ Hoàng Thành. Trần Mục có thể góp nhặt năng lượng càng nhanh hơn. Hắn dùng trích tinh kiếm kỹ, ngưng tụ cái cổ năng lượng khổng lồ vào trong mũi kiếm, muốn xuất ra một kiếm mạnh nhất. Trần Mục đối mặt với cường giả đứng đầu thần tộc, trong lòng không hề e sợ. Ngược lại, bình tĩnh lạ thường, hắn đem tất cả những gì mà học được, toàn bộ dung nhập vào trong một kiếm này. Thời gian mỗi một giây trôi qua dài đằng đẵng, năng lượng của Trần Mục tích tụ càng ngày càng mạnh, sinh cơ trong Thái Sơ Hoàn Thành không ngừng trôi đi mất. Tộc lão Khương gia sắp không có chịu nổi rồi. Liên tục có cường giả thần tộc ho ra máu rồi chết. Trên mặt của cường giả thần tộc duy trì chiến trận còn mang sương lạnh. Quyền dẫn thần hậu rất ung dung, không hề lo lắng. Bà ta chú ý tới Trần Mục cách đó không xa. Người sau hai tay nắm chặt lấy thanh dân kiếm, kia là động tác chuẩn bị rút kiếm. Sinh cơ giữa trời đất đang mất đi. Điểm chú ý của mọi người đều ở bầu trời và giữa quảng trường. Cũng chỉ có quyền dẫn thần hậu chú ý đến Trần Mục. Trong mắt ẩn chứa vẻ tán thưởng. Đối mặt với loại cường giả cấp bậc này, dù cho muốn đánh lén sau lưng, cũng cần phải có dũng khí cực lớn. Năng lượng mà thanh dân kiếm của Trần Mục góp nhặt càng ngày càng cuồng bạo. Cổ sức mạnh kia càng mạnh, càng dễ thu hút sự chú ý của hai vị thần hoàng trên bầu trời.
Quyền Dận thần hậu dùng niệm lực truyền âm nói, Tiểu Trần rời khỏi cái chỗ này trước đi. Vị hôn thê còn ở đây, Trần Mục không trốn, đất trời đột nhiên trở tối, sinh cơ chung quanh đã biến mất gần như là không còn, thành dần kiếm chứa đựng sức mạnh kinh thiên động địa. Phù Đồ U phát giác ra dị thường phía dưới, chú ý tới có tu tiên giả trẻ tuổi chuẩn bị xuất kiếm, trong mắt mang theo trào phúng, không có để bụng, đồ con kiến hồi. Chương 516 lộ ra thần quy. Trong lúc đồng thời giao đấu với tộc lão Khương gia, Phù Đồ U tiện tay đánh ra một dải lụa. Dải lụa kia giống như hắc xà rơi xuống trong chớp mắt. Trần Mục sử dụng Tổ Long Kim Lân. Tổ Long Kim Lân ngăn cản cái dải lụa này, phía trên chỉ lưu lại dấu vết nhỏ xíu, có thể khiến cho Tổ Long Kim Lân lưu lại dấu vết, có thể thấy được thực lực của Phù Đồ U. Trần Mục dựa vào Tổ Long Kim Lân để trì hoãn thời gian. Hắn còn đang không ngừng hấp thu sinh cơ giữa thiên địa. Thành dân kiếm mang theo sức mạnh trở nên cực kỳ khủng bố. Phù Đồ U phát hiện ra Trần Mục không những là không chết, sức mạnh góp nhặt còn hơn khi nãy. Ông ta đã bị tộc lão Khương gia dính chặt, chỉ có thể đưa ra một tay đối phó với Trần Mục. Cái tay kia cách không mà nắm, hình thành hắc thủ dài trăm trượng rơi xuống, ngay cả Tổ Long Kim Lân cũng đã bị tóm. Tổ Long Kim Lân bị đại hắc thủ ném ra ngoài, mất đi át chủ bài. Trần Mục nhìn đại hắc thủ rơi xuống, hắc thủ to lớn rơi xuống rất nhanh, căn bản không có cho Trần Mục cơ hội tránh né. Hắn không có định tránh, mà chính là không hề chùng bước, dung kiếm. Hắn đã luyện vô số lần rút kiếm. Trần Mục sử dụng kiếm thiểm, kiếm quang ngang trời, trực tiếp xuyên qua các hắc thủ to lớn, giống như sợi tơ sặc sỡ. Hết thảy đều hoàn thành trong nháy mắt. Giây phút hắc thủ rơi xuống, cái màn ánh sáng màu xanh lam dâng lên, Quyền Dận thần hậu ra tay cứu Trần Mục. Di hài cổ thần đang tấn công của tấm chắn trước người của Quyền Dận thần hậu. Bà ta phân thần lực ra, dẫn đến việc tấm chắn bảo vệ bản thân đã bị suy yếu. Màn nước màu xanh lam đã vỡ nát. Trên bầu trời, kiếm quang của Trần Mục đánh trúng cánh tay Phù Đồ U. Phù Đồ U trợn to đôi mắt. Ống tay áo của ông ta đã bị cắt rách, da thịt hở ra, máu đen trong cơ thể cuồn cuộn, ngay cả xương cốt cũng suýt nữa bị bổ ra. Không biết đã bao nhiêu năm rồi, ông chưa có từng bị thương, giờ phút này bị tu tiên giả trẻ tuổi đã làm bị thương, biểu cảm trên mặt có phần không nhịn được. Hỗn trướng! Đột nhiên, Phù Đồ U dùng một bàn tay đánh lui tộc lão của Hương gia, sau đó hất người ra sau, dịch chuyển đến trước mặt của Trần Mục. Vết thương trên cánh tay của ông ta chớp mắt đã khép lại, chỉ cần bị thương chắc chắn tiêu hao căn nguyên sinh mệnh. Mặc dù không có trở ngại, nhưng mà rất ảnh hưởng tới mặt mũi của ông ta, còn có rất nhiều thần tộc đang nhìn như vậy. Lâu Thương thần hậu lắc đầu, đáng tiếc, sao lại phải trêu chọc cường giả thần hoàng chứ? Hàng mày của Lôi Quan Âm khẽ nhíu lại kinh ngạc, Thanh Nguyệt thần hoàng bảo nàng ta kết thân với Trần Mục, không ngờ hắn lại bị Phù Đồ thần hoàng nhắm vào. Hiện tại Quyền Dận thần hậu và Đông Hoàng không có thể ra tay rồi, hắn bây giờ chắc chắn là phải chết. Mạc Lưu Sương, Diệp Hâm Nhiên cũng không nghĩ tới Trần Mục lại dám rút kiếm với thần hoàng, lá gan tày trời. Thân thể của Trần Mục dần dần cứng đờ, trước mặt thần quy mạnh mẽ, hô hấp trở nên khó khăn. Nhưng mà hắn cố gắng nắm thanh dần kiếm, chiến ý trong mắt không hề biến mất. Trên mặt của Phù Đồ U nở nụ cười lạnh. Hai vị lão tộc của Khương gia không quay lại cứu Trần Mục mà liên thủ đối phó với Diêm lão ma. Thế cục đột nhiên biến thành Trần Mục phải đối mặt với chiến lực đứng đầu thần vực. Đây là trận chiến hoàn toàn không có hồi hộp. Trần Mục chỉ có thể lấy ách chủ bài chưa bao giờ sử dụng tới. Trên đan điền, hồng mông tiểu thụ càng mập mạp, mà phía trên hồng mông tiểu thụ là hồng mông thạch tháp có tổn hại. Theo việc Trần Mục khởi động, hồng mông thạch tháp xuất thế ngang trời. Một tiếng ầm vang, Phù Đồ U đã bị nhốt vào trong hồng mông thạch tháp. Thạch tháp đang chấn động, mặc dù có vết nứt, nhưng mà hồng mông thạch tháp này không có thể phá vỡ như cũ. Thần tộc chung quanh lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Trong mắt của Lâu Tương thần hậu mang theo vẻ kinh ngạc, dùng tiên khí đỉnh tim do thạch thai bẩm sinh mà rèn ra sao? Hắn vậy mà còn có loại chí bảo nghịch thiên này.
Thiên kiều thần tử chung quanh lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Lôi Quan Âm thư thái có thể được mẫu hậu nhìn trúng, cái tên Trần Mục chắc chắn là một người phi thường. Hướng Yên Hà vốn dĩ không có để Trần Mục vào mắt, chỉ là coi hắn thành công cụ tiếp cận Khương Phục Tiên, không có nghĩ tới hắn có bản lĩnh như thế. Trần Mục dám xuất kiếm với thần hoàng, còn trấn áp tiên khí của thần hoàng. Hồng Mông thạch tháp đang không ngừng chấn động, Hồng Mông tử khí lượn lờ xung quanh vô cùng thần bí. Xa xa Nguyên Dẫn thần hậu có thể yên tâm đối phó với Di Hài cổ thần. Thế cục bỗng nhiên nghịch chuyển, Diêm lão ma dưới sự liên thủ của hai vị tộc lão Khương gia hoàn toàn không có chiếm được lợi gì. Đây là lần đầu tiên Trần Mục sử dụng Hồng Mông thạch tháp trấn áp đối thủ. Nhìn thấy vết nứt không ngừng kéo dài chung quanh thạch tháp, sức mạnh của cường giả thần hoàng cực kỳ khủng bố, không biết Hồng Mông thạch tháp có thể trụ được bao lâu. Hồng Mông thạch tháp đột nhiên trở nên yên tĩnh. Phù Đồ U giận dữ nói: "Tiểu tử, mau thả bản tôn ra ngoài, bản tôn còn có thể tha cho ngươi không chết, bằng không chờ bản tôn đi ra, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh." Nghe thấy lời uy hiếp, Trần Mục ngược lại yên tâm hơn rất nhiều, chứng minh trong thời gian ngắn Phù Đồ U không có cách nào rời khỏi Hồng Mông thạch tháp. Như thế hắn có thời gian trợ giúp cho Nhạc Mẫu rồi. Cục diện hiện tại, Trần Mục không có muốn dứt ách chủ bài, trực tiếp lấy ra ách chủ bài sau cùng, quả cầu kim loại lớn chừng bàn tay, bên trong chứa đựng năng lực khủng khiếp. Cự thần binh đột nhiên đã biến thành thiết nhân, mặc giáp cao một trượng, toàn thân đều là do thần sắc chế tạo mà thành, dáng người khôi ngô. Thân hậu có hai thanh chiến chùy, bên hông là hai thanh chiến kiếm. Cự thần binh lao tới chỗ Di Hài cổ thần. Khôi lỗi thần binh và khôi lỗi thần thi bắt đầu đỏ sức. Đôi mắt Lâu Tương thần hậu ngưng lại. Bà ta có kiến thức rộng rãi, cũng đã bị bảo bối của Trần Mục làm cho kinh ngạc. Đứa nhỏ này cư nhiên lại có binh khí sát hại của thần tộc diễn cổ sao? Chương 517 lộ ra thần quy. Thanh Dần kiếm, Xích Long thần mâu, Tổ Long kim lân, Hồng Mông thạch tháp, Cự thần binh, những cái thứ này giống nhau đều có thể làm cho thần vật khiếp sợ. Thế mà tất cả những thứ này đều thuộc về Trần Mục. Thần tộc dây xem có người hâm mộ, có người ghen ghét. Cự thần binh ra sân, Nguyên Dẫn thần hậu khẽ gật đầu với Trần Mục ở cách đó không xa. Trong mắt mang theo ý cười hiền lành. Đây là bà ta công nhận Trần Mục một cách đúng nghĩa rồi. Trần Mục có thể cảm nhận được sự thay đổi ánh mắt của Nguyên Dẫn thần hậu. Ánh mắt trở nên ôn hòa, trên mặt hiện lên nụ cười khó thấy. Không thể nghi ngờ đó là coi hắn là con rể mà đối đãi rồi. Hà Mộng Như và Khương Sinh Niên mắt thấy toàn bộ quá trình, thần tộc chung quanh đột nhiên sinh ra sùng bái đối với Trần Mục. Thế cục xảy ra biến hóa cực lớn, Trần Mục tranh đoạt được thời gian quý giá cho Đồng Thần Quốc. Diêm Lão Ma ở chỗ cao phát hiện ra cái tình hình không đúng. Thừa dịp Đông Hoàng còn chưa có trở về, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Hai vị tộc lão của Khương gia không có dám ép giữ lại, chỉ có thể để mặc cho ông ta chạy thoát khỏi Thái Sơ Hoàng Thành. Cự thần binh bức Di Hài cổ thần đến nơi xa, hai con rối không biết mỏi mệt, không biết đau đớn đang đánh lộn. Lâu Tương thần hậu nói khẽ, chỗ mạnh nhất cự thần binh là nó có thể hấp thu thương tổn của đối thủ, chuyển biến thành năng lượng của chính mình. Nếu như mà đánh lộn giả mang như vậy, cự thần binh nhất định có thể cười đến cuối cùng. Trần Mục cảm thấy không thích hợp, cự thần binh làm sao có thể càng đánh càng mạnh. Hắn chuẩn bị cái lượng lớn tiên thạch, không ngờ rằng cự thần binh lại có thể đánh như thế, còn không tiêu hao năng lượng. Hàm Nhiên nhớ kỹ đừng có trêu chọc Trần Mục. Lâu Tường thần hậu chú ý tới Diệp Hàm Nhiên khó chịu với Trần Mục, lúc này đặc biệt nhắc nhở nàng ta, miễn cho xảy ra chuyện. Diệp Hàm Nhiên liên tục gật đầu. Hiện tại nàng ta đã coi Trần Mục là một quái vật mà đối xử, nào có dám trêu chọc chứ. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê, từ khi mà trận chiến bắt đầu, Khương Phục Tiên đã nhắm hai mắt. Nàng ta tắm trong ánh sáng màu bạc, thánh khiết không tì vết, dường như không có cảm ứng cái gì. Hai vị tộc lão Khương gia đáp xuống trước người của Quyền Dẫn thần hậu, sắc mặt của bọn họ có một chút tái nhợt. Khương giả thần tộc chung quanh ngồi xếp bằng ở gần đó. Bọn họ kết thành chiến trận phải tiêu hao rất lớn,
miễn cưỡng mới ngăn cản được thần hoàng. Diêm lão ma sợ hãi xảy ra biến hóa, cho nên rút lui sớm, bằng không những cường giả thần tộc của Đông Thần Quốc này có thể còn sống hay không, khó mà nói trước được. Hồng Mông thạch tháp chấn động một lần nữa, Phù Đồ U hiểu rõ, nếu mà tiếp tục trì hoãn nữa, Đông Hoàng sẽ trở lại Thái Sơ Hoàng Thành, hậu quả khó mà lường được. Di hài cổ thần hất cự thần binh ra, nó không có tới gần Khương Phục Tiên mà lại nhắm vào hướng Hồng Mông thạch tháp, là Phù Đồ U đang thao túng con rối này. Quyền giận thần hậu giơ cánh tay lên, y bào dày nặng đung đưa theo, dòng nước xanh biếc từ trên trời đổ xuống giống như là nước sông chảy ngược. Di hài cổ thần đã bị diêm ngập, tựa như là rơi vào đầm lầy, không cách nào mà động đậy. Âm một tiếng, không gian tê liệt, ánh bạc một lần nữa chiếu rọi Thái Sơ Hoàng Thành. Khương Đông Hoàng đạp không mà đi, trong đôi mắt của ông ta mang theo nhuệ khí bể nghệ thiên hạ, đã không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bắc Thần nữa. Đông Hoàng nhấc tay, giữa ngón tay ngưng tụ ánh bạc, sau đó ánh bạc xé rách bầu trời. Giây phút di hài cổ thần đã bị đánh trúng, phân thành vô số mảnh vỡ. Trần Mục trọn to con mắt, cự thần binh cũng không có thể mãi mãi làm di hài cổ thần bị thương. Vậy mà Đông Hoàng tùy tiện dùng một ngón tay có thể làm di hài cổ thần vỡ nát. Đây chính là sức mạnh của cường giả đứng đầu thần vực. Thả ông ta ra đi. Trần Mục nghe được giọng nói của Đông Hoàng, hắn khởi động Hồng Mông thạch tháp, u quang phóng lên tận trời, nháy mắt đã biến mất tại Thái Sơ Hoàng Thành. Khương Đông Hoàng đi về phía trước, trong nháy mắt xuất hiện ở không trung vạn trượng. Ông ta nắm quyền, ánh bạc giữa ngón tay còn chói mắt hơn mặt trời, sặc sỡ loa mắt. Thần tộc bình thường đều nhắm mắt lại. Trong mắt của Lâu Tương thần hậu mang theo vẻ kinh sợ. Tiếng giang nặng nề giang vọng trong tinh hải ầm ầm giang lên. Những cái đám mây hình nấm màu trắng bạc phóng ra. Có tầng ánh bạc bao phủ Thái Sơ Hoàng Thành. Tấm chắn màn sáng bảo vệ chỗ này. Mặt đất lắc lư kịch liệt. Cảm giác như trời sắp sụp đổ, vô cùng đáng sợ. Một quyền kia rực rỡ tới cực điểm, dạch ra một cái dải ngân hà trong tinh hải mênh mông. Trần Mục kinh hãi, đó chính là cường giả đứng đầu thần vực. Nửa thân người của Phù Đồ U bị nổ nát, chỉ còn sót lại thân thể tàn phế đột nhập vào hư không. Một mình Đông Hoàng đứng tại không trung vạn trượng, đứng chắp tay quy phong tám phía. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không có mây, phản phất như duỗi tay có thể hái được sao trời. Một quyền gian dội cũ kim kia khiến cho đất trời trở nên càng gần hơn. Thái Sơ Hoàng Thành vang lên tiếng quan hô nhiệt liệt. Đông Hoàng không có đuổi theo, ông ta trở lại bên ngoài của Quang Minh Thần Điện, nhìn Khương Phục Tiên đứng trong cột sáng ngân sắc. Quyền dẫn thần hậu bước tới bên bậc thềm. Cự thần binh trở lại trong tay của Trần Mục, Hồng Mông thạch tháp tiến vào trong cơ thể của hắn. Trải qua cái lần chiến đấu này, vết nứt trên thạch tháp rõ ràng tăng lên nhiều. Nếu như là Hồng Mông thạch tháp thời kỳ đỉnh phong trấn áp cường giả thần hoàng hẳn là rất dễ dàng. Hiện tại Trần Mục cực kỳ mong muốn sửa lành lại Hồng Mông thạch tháp. Cái loại tiên khí đỉnh tiêm này muốn sửa lành còn khó hơn so với lên trời. Ít nhất là phải có những vật liệu hiếm có như là dạng vật, hỗn độn địa, bổ thiên thạch. Muốn sửa Hồng Mông thạch tháp không có dễ dàng. Lâu Tương thần hậu chấp tay với Đông Quyền và Quyền Dận thần hậu ở nơi cao. Lâu Tương bất lực, xin Đông Hoàng cùng với tỷ tỷ bỏ qua cho. Quyền Dận thần hậu khẽ cười nói, để cho mũi mũi khiếp sợ rồi, bọn ta cần phải nhận lỗi với người mới đúng. Chương 518, đại chiến kết thúc. Thần tộc nhào nhào quay lại quảng trường. Khương Vũ Thần không có bắt được Triệu Thiên Thần, hắn ta được đón rời đi. Ánh bạc quanh thân của Khương Phục Tiên phát ra càng thánh khiết. Bên trong ánh bạc xuất hiện hư ảnh nửa người của nữ thần. Đôi cánh đẩy đà bao quanh nàng ta giống như là thần minh. Thần tộc chung quanh cảm thấy huyết mạch trong cơ thể đang rung động. Linh hồn của bọn họ cũng đang run rẩy. Cảm giác còn kinh khủng hơn so với gặp phải thần hoàng. Đó là bắt nguồn từ sự kính sợ sâu trong linh hồn, không ngừng của thần tộc quỳ xuống. Bên ngoài Quang Minh Thần Điện, thiên kiêu và cường giả thần tộc của Đông Thần Quốc ào ào quỳ xuống. Trần Mục chú ý tới cổ sức mạnh này đang tụ tập ở chỗ hư ảnh. Còn kinh khủng hơn chiến trận tộc của Lão Khương gia dùng. Trực tiếp tập trung tất cả sức mạnh của thần tộc ở Thái Sơ Hoàng Thành.
vẻ mặt của Lâu Tương Thần Hậu khiếp sợ. Tộc giận sao? Lâu Tương Thần Hậu thất thành nói, Diệp Hâm Nhiên đã từng nghe qua. Mẫu hậu, trước kia ngài đã từng nói, tộc giận chỉ có chân thần mới có thể nắm giữ, Phục Tiên tỷ tỷ là quang minh thần nữ thời nay sao? Lâu Tương Thần Hậu trịnh trọng nói, chắc là vậy rồi, quang minh nữ thần là một trong số thái sơ cổ thần, là một trong những thần minh cổ xưa nhất, có sức mạnh vượt xa thần hoàng thần vực bây giờ. Trong mắt của Diệp Hâm Nhiên mang theo sùng bái. Phía sau quang minh thần điện, quang minh thần tháp cao ngất đột nhiên chuyển động. Cái tầng tháp ở chỗ cao nhất kia tràn ra một cái đạo ánh bạc. Ánh bạc rơi vào trên người Khương Phục Tiên, sau đó nàng ta biến mất tại chỗ. Trong mắt của thần tộc xung quanh chứa đựng nghi hoặc. Quyền dẫn thần hậu kinh ngạc nhìn về phía Đông Hoàng. Nét mặt của Đông Hoàng bình tĩnh nói, không phải là quang minh thần tháp lựa chọn Phục Tiên, mà chính là nàng đã khống chế quang minh thần tháp. Nàng đã tiếp quản cổ trận cùng với tộc giận của Thái Sơ hoàn thành. Nàng chính là chân thần mà chúng ta chờ đợi. Trong mắt Quyền dẫn thần hậu mang theo vui sướng. Bà ta biết điều này là có ý nghĩa gì? Chỉ cần Khương Phục Tiên từ trong quang minh thần tháp bước ra, liền sẽ chiếu sáng thần vực. Khác với quy trình ban đầu, đột nhiên xuất hiện nguy hiểm làm cho Khương Phục Tiên tiến vào trạng thái rất quyền diệu. Nàng ta đã trực tiếp khởi động quang minh thần tháp. Trần Mục thấy vị hôn thê đã biến mất, biết nàng ta đã tiến vào quang minh thần tháp cho nên không có sốt ruột. Tổ chức tộc lão hội, giọng nói của Đông Hoàng vang vọng Đông Thần Quốc. Cường giả thần tộc của Đông Thần Quốc đều hiểu, chỉ có sự kiện trọng đại mới có thể tổ chức tộc lão hội. Lần này Bắc Thần Quốc, Phù Đô cấm địa, Thiên Quả cấm địa liên thủ xâm phạm, Đông Hoàng chắc chắn không có chịu để yên. Bầu không khí trong Thái Sơ hoàn thành vẫn căng thẳng như cũ. Khương Phục Tiên trong quang minh thần tháp cần thời gian rất lâu mới có thể kết thúc lột xác. Trần Mục rõ ràng hắn rời đi trong ánh mắt của thần tộc. Rất nhiều thần tộc nhìn thấy biểu hiện của hắn trong lúc nguy cấp, trong lòng sinh ra sự kính trọng đối với hắn. Quyền dẫn thần hậu đứng nơi cao nhìn Trần Mục, trên mặt nở nụ cười ôn hòa. Đứa nhỏ này đúng là không tệ. Đông Hoàng nhẹ gật đầu. Triệu Bắc Thần chỉ là phân thân, giải quyết ông ta rất là dễ dàng. Ta đặc biệt lưu ý đến biểu hiện của Trần Mục. Ánh mắt của Phục Tiên quả thật không tệ. Trên mặt của Quyền dẫn thần hậu trang đầy nụ cười của Từ Mẫu. Đừng có làm khó đứa bé này. Hắn rất tốt. Cho dù có đi đường tu tiên đến cuối cùng, ta cũng bằng lòng nhận hắn làm con rể. Đông Hoàng cười gật đầu. Yên tâm, chờ Phục Tiên ra khỏi quang minh thần tháp, ta sẽ công bố hôn ước của bọn chúng ra ngoài. Trần Mục có thể dựa vào sức mạnh của mình để mà đỡ được một chưởng của ta, thì ta sẽ đồng ý cho bọn chúng kết hôn. Quyền dẫn thần hậu hài lòng gật đầu. Càng là cường giả thì càng kiên kỵ nhân quả. Đều là lời vàng ngọc, sẽ không có dễ dàng đổi ý. Bà ta cũng mong nữ nhi có thể hạnh phúc. Đông Hoàng muốn tổ chức tộc lão hội, quay người trở lại quang minh thần điện. Quyền dẫn thần hậu đi đến bên cạnh Lâu Tương thần hậu, bày tỏ ái nái tiếp đãi không chu đáo của bà ta. Nếu như đến lúc đó thật sự khai chiến, cả thần vực đều sẽ chọn đội mà đứng. Thực lực của Tây Thần Quốc rất mạnh, nếu như có thể lôi kéo, chắc chắn chính là một trợ lực cường đại. Hai nhà không bàn được hôn ước, không thể liên hôn, muốn có được sự ủng hộ của Tây Thần Quốc vô cùng khó. Quyền dẫn thần hậu cũng không có trông cậy vào việc có thể lôi kéo Lâu Tương thần hậu, nhưng ít nhất phải để cho Tây Thần Quốc giữ thế trung lập. Thời điểm mà Trần Mục trở lại Phục Tiên Các, Hạ Trúc Dân đi theo phía sau hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái. Không ngờ rằng tu tiên giả cũng có thể cường thế như vậy. Hắn làm cho Phù Đồ Thần Hoàng bị thương, dùng Hồng Mông Thạch Tháp trấn áp Phù Đồ U, còn dùng Cự Thần Binh ngăn chặn di hài cổ thần. Trợ giúp Đông Thần đã vượt qua nguy cơ. Ở trong mắt của thần tộc Đông Thần Quốc, Trần Mục không có thể nghi ngờ chính là cọng cỏ cứu mạng. Chỉ có Quyền dẫn thần hậu biết hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Đông Hoàng. Khương Đông Hoàng đã sớm tính tới cái việc bắt thần thần hoàng sẽ giở trò, cố ý lộ ra sơ hở. Chiến tranh luôn luôn cần có lý do. Lần này Triệu Bắc Thần chủ động khơi lên cái mầm tai họa, Đông Thần Quốc bèn có lý do chính đáng. Trần Mục trở lại Phục Tiên Các, liền ở trong phòng tu luyện.
hắn muốn nghỉ ngơi, nhưng mà lại có rất nhiều thiên kiêu thần tộc đến đây thăm hỏi. Khương Vũ Thần và Lôi Quang Âm đồng thời đi vào Phục Tiên Các. Bọn họ đụng phải ở trên đường. Hạ Trúc Dân vội vàng thông báo với Trần Mục. Trần Mục chỉ có thể đến đình tử để gặp bọn họ. Khương Vũ Thần đứng trước mặt của Trần Mục, vẻ mặt nghiêm túc, khom mình hành lễ nói: đa tạ Trần huynh, lần này Đông Thần Quốc có thể bình an vô sự đều là nhờ ngươi ra tài tương trợ. Trần Mục không kể công tự kiêu: bá phụ và bá mẫu có thể xử lý được bọn họ, ta chỉ là tiện tay thôi. Chương 519, đại chiến kết thúc. Khương Vũ Thần phát hiện Trần Mục là một tuyệt thế thiên kiêu, khiêm tốn nhún nhường, trong lòng kính sợ, muốn học tập hắn, khá công nhận cái gì hôn phu của tỷ tỷ. Trần Mục nhìn về phía Lôi Quang Âm, trên mặt đeo lụa mỏng: không biết Quang Âm thần nữ tìm ta có chuyện gì? Trong mắt Lôi Quang Âm mang theo ý cười, hơi khom người, âm thanh dẻo dòn nói: biểu hiện hôm nay của Trần huynh kinh diễm, khiến cho Quang Âm ta rất là ngưỡng mộ, cho nên muốn cùng Trần huynh uống trà luận đạo, không biết Trần huynh có nể mặt hay không. Trần Mục không có tiện từ chối. Khương Vũ Thần khẽ nhíu mày, nghĩ thầm tỷ tỷ ở Quang Minh thần tháp, hiện tại phải giúp nàng ta trông kỹ một chút. Quang Âm thần nữ nghe nói Trần huynh có hôn ước, không có thích nói chuyện riêng với những nữ nhân khác. Lôi Quang Âm nhíu mày, không nghĩ tới Trần Mục đã có hôn ước. Có hôn ước xác thực phải giữ khoảng cách với những nữ nhân khác, nhưng mà tại sao hắn lại thường xuyên cùng ở với Khương Phục Tiên? Chẳng lẽ nói Trần Mục và Khương Phục Tiên đã có hôn ước? Trên mặt Lôi Quang Âm tràn đầy biểu cảm kinh ngạc. Nàng ta rất thông minh, không có trực tiếp hỏi. Trần huynh, ta cũng không có gây thêm phiền phức cho ngươi. Đây là Lôi Pháp Chân Kinh và Thân Ngoại Lôi Tướng, hy vọng có thể trợ giúp ngươi tu hành. Trần Mục nhìn hai cái viên châu trữ vật bay tới trước mặt. Bên trong giấu kỹ thần thông hiếm thấy. Ngay cả Khương Vũ Thần cũng hơi kinh ngạc, bởi vì đó là tuyệt học của Lôi tộc. Đa tạ Quang Âm thần nữ. Trần Mục chắp tay bày tỏ ý cảm ơn. Lôi Quang Âm trầm giọng nói: Trần huynh, gần đây không thái bình, Quang Âm phải trở về Thiên Dực Thần Quốc trước. Ta sẽ chuẩn bị căn nguyên thần lô cho ngươi, tùy thời cung nghênh ngươi đến. Nhất định thôi. Trần Mục gật đầu cười nói. Trước khi đi, Lôi Quang Âm bỗng nhiên mở miệng: Trần huynh, đến cổ thần cấm địa tất nhiên phải đi qua tổ thần thành, đến lúc đó nhất định phải nhắc Quang Âm ta muốn hợp tác với ngươi. Được, không thành vấn đề. Trần Mục đích thân tiễn Lôi Quang Âm ra ngoài. Đợi sau khi mà nàng ta đi, Khương Vũ Thần thể hiện ra tùy ý hơn rất nhiều, nghi ngờ nói: tỷ phu, ngươi cũng không có đẹp trai bằng ta, tại sao mà lại có mị lực vậy chứ, có thể truyền thụ chút kinh nghiệm được không? Trần Mục đã bị chọc cười, chân thành nói: nào có kinh nghiệm gì đâu, chắc chắn là nàng ta còn có mục đích khác. Khương Vũ Thần nhìn ra Trần Mục không có đơn giản, hiếu kỳ nói: ngươi và tỷ ta tới mức nào rồi? Trần Mục ho khan: bí mật. Khương Vũ Thần cũng không có hỏi nhiều, trầm giọng nói: Trần Mục, nếu như ngươi dám làm chuyện có lỗi với tỷ của ta, ta cam đoan ngươi có trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng thôi. Trần Mục không nhịn được cười ha hả. Khương Vũ Thần đặc biệt mang rượu ngon mỹ tửu của thần dược đến, hai người uống rượu trò chuyện trong đình. Đây là cái lần đầu tiên bọn họ ngồi nói chuyện cùng nhau. Quan hệ của Trần Mục và Khương Vũ Thần càng ngày càng tốt. Đây cũng là chuyện Khương Phục Tiên muốn nhìn thấy. Cho đến tận ban đêm, Khương Vũ Thần mới rời đi. Trần Mục trở về phòng tiếp tục tu luyện, năng lượng trong Thái Sơ Hoàng Thành rất là nồng đậm. Cho dù hắn có thi triển Tán Thiên Thôn Phệ lượng lớn sinh cơ, nơi này vẫn khôi phục lại rất nhanh như cũ. Vật chất năng lượng dồi dào tràn vào trong cơ thể. Trần Mục đang không ngừng luyện hóa thần nguyên và thần thạch. Da thịt hiện ra bóng loáng phát sáng, trong thức hải đang lĩnh hội Lôi Pháp Chân Kinh và Thân Ngoại Lôi Tướng. Hôm sau giữa trưa, quanh thân của Trần Mục trải rộng lôi quang. Trước kia hắn đã từng tu luyện rất nhiều kiếm ý và quy tắc, hiện tại tiếp xúc với lôi pháp mới hiểu được đạo pháp cao thầm. Nhân thần cắt thiên lôi là thứ sáu, càng lúc càng gần, cần phải tìm nơi thích hợp để mà đột phá. Trần Mục lẩm bẩm dưới đáy lòng, gần đây mây đen đã phân bố dày đặc trên vùng trời của Phục Tiên Các. Đây là dấu hiệu bất diệt kinh sắp đột phá. Nếu như
Bất Diệt Kinh có thể đạt đến cảnh giới đỉnh phong tầng thứ 6, nhục thể của hắn có thể đàn áp tất cả thiên kiêu thần tộc, vẫn còn chưa thành tiên, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân đã có thể làm được. Nếu như có thể tu luyện Bất Diệt Kinh tới cực cảnh, tầng thứ 7, ta có thể đối chọi cùng với thần hoàng không? Trần Mục nghĩ đến một quyền của Đông Hoàng khiến cho Phù Đồ U trọng thương kia. Vào lúc hắn đang trầm tư, Hạ Trúc Dân đi tới trước cửa phòng. Trần công tử, Mạc tiểu thư cầu kiến. Trần Mục không khỏi lắc đầu, nhận lễ của người phải nể mặt người. Cái tờ văn kinh văn kim sắc Mạc Lưu Sương tặng cho hắn vô cùng trân quý, trong đó có cảm ngộ của tiền bối đại năng, giúp hắn được lợi rất nhiều. Ta biết rồi, Trần Mục lập tức đi ra ngoài. Trong đình viện, Mạc Lưu Sương thân mặc bạch y, cung kính nói: Trần công tử, hôm nay ta phải trở về Tây Thần Quốc, cố ý đến nói lời từ biệt với ngươi. Trên mặt của Trần Mục nở nụ cười, chắp tay nói: Mạc cô nương, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Mạc Lưu Sương che miệng cười một tiếng, nàng ta nghiêm túc nói: Tây Thần Quốc của chúng ta có rất nhiều di tích của tu tiên giả, còn có lượng lớn cổ tịch do tu tiên giả để lại. Nếu như Trần huynh có hứng thú, có thể cùng ta đến Tây Thần Quốc. Trần Mục lắc đầu, đa tạ ý tốt của Mạc cô nương, gần đây ta không có muốn đi xa. Một mình đi tới Tây Thần Quốc rất mạo hiểm. Hơn nữa cái dạo gần đây, thần dược hỗn loạn rất không an toàn. Mạc Lưu Sương có một chút tiếc nuối, nàng ta lấy ra một mảnh kim loại phím vàng giống như mảnh trúc. Chữ khắc phía trên có phần không rõ, rõ ràng là cổ vật. Lâu Tường thần hậu nói, nếu như Trần công tử muốn xem cái bản đầy đủ, có thể đến Tây Thần Quốc để tìm bà ấy. Trần Mục có phần im lặng, hắn nhận lấy cái mảnh kim giảng rất có lịch sử này. Đến đây, Mạc Lưu Sương cáo từ, sau khi mình nàng rời đi, Trần Mục cẩn thận kiểm tra cái mảnh kim giảng này. Sau khi xác định vấn đề, mới bắt đầu nghiên cứu cái nội dung phía trên. Bên trên kim giảng ghi chép tên truyền thừa chính là Đạo Tàng. Giả lại chỉ có tên, ngay cả nội dung cũng không có. Đây thật đúng là cái vật nhữ sao? Chương 520, đại chiến kết thúc. Tờ kinh văn kim sắc kia chí ít còn có nội dung, thậm chí Trần Mục còn tìm hiểu được ba loại thủ ấn ở bên trong cái trang kinh văn kia. Lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ, nhưng mà mảnh kim giảng này chỉ có hai chữ, rất khó lấy được cái gì. Thời điểm mà Trần Mục đang trầm tư, kim giảng đột nhiên biến mất khỏi tay của hắn, nhảy mắt xuất hiện ở trong thức hải. Mảnh kim giảng kia phát ra cái ánh sáng nhàn nhạt, hình như nó đang hấp thu niệm lực sao? Trần Mục có thể cảm giác được mảnh kim giảng bất phàm này, lập tức dùng thức hải niệm lực ôn dưỡng, sau đó tiếp tục quay về phòng tu luyện. Sau khi mà người của Tây Thần Quốc rời khỏi, Lâu Thương thần hậu đến xem Trần Mục, phát hiện hắn đang tu luyện liền không có quấy rầy. Vốn còn muốn đến khen hắn hai câu, sau đó nghĩ lại, sợ hắn ngạo mạn cho nên không có quấy rầy hắn. Nửa tháng sau, bầu trời nơi Phục Tiên Cát u ám. Hạ Trúc Dân nhìn chăm chăm lên bầu trời, ở Thái Sơ Hoàng Thành, đừng nói là sét đánh, ngay cả đổ mưa cũng chưa từng thấy. Nhưng mà gần đây mây đen bao phủ, nàng ta cứ cảm thấy có đại lôi động trời. Trong phòng, Trần Mục đột nhiên mở to mắt ra, hắn lao ra khỏi cửa phòng, hóa thân thành tia sét kim sắc, nhảy mắt biến mất khỏi Phục Tiên Cát. Hạ Trúc Dân còn chưa có kịp phản ứng, nhưng mà nàng ta chú ý mây đen trên bầu trời đang di chuyển. Rất nhiều cường giả chú ý tới mây đen di chuyển. Tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Âm thanh của tiếng sét kia làm cho rất nhiều thần tộc khiếp sợ. Bầu trời ở bên trong Thái Sơ Hoàng Thành vẫn trong trẻo, thiên kiêu thần tộc nhào nhào nhìn về hướng ngoại thành. Ở cách nơi Thái Sơ Hoàng Thành rất xa, một đạo thiên lôi nối liền thiên địa. Thiên lôi màu đỏ xanh phản phất như là muốn chia đôi đất trời. Có thiên kiêu chú ý tới tu tiên giả ở phía xa. Là Trần Mục, chẳng lẽ lãng đang đổ kiếp hả? Tất cả thiên kiêu trong thành đều khiếp sợ, cho dù là bọn họ không phải là tu tiên giả, nhưng mà cũng biết, ở niên đại không có cách nào mà thành tiên này, không ai có thể đổ kiếp thành công. Khương Vũ Thần, Giặc Cơ Thanh Dân lập tức chạy tới chỗ đổ kiếp. Còn có Hướng Yên Hà vẫn ở Thái Sơ Hoàng Thành, toàn bộ thiên kiêu của thành tộc và cả tu tiên giả trong thành đã chạy về nơi xa.
mây đen đầy trời không có ngừng lan ra, ngay cả Thái Sơ Hoàng Thành to lớn cũng sắp bị mây đen kia thôn phệ. Lôi đình màu đỏ xanh không ngừng đánh vào trên người của Trần Mục, quần áo của hắn tả tơi, lộ ra da thịt bóng loáng như phát sáng. Hình ảnh độ kiếp khác biệt với thiên kiêu thần tộc dự đoán, Trần Mục không có lao vào biển sét, hắn ngồi xếp bằng dưới mặt đất, nhận lấy sấm sét tỷ lệ. Đường kính của sấm sét dài mấy trượng, đất đá chung quanh không ngừng hóa thành dung nham trong lòng đất, giống như một ngày tận thế. Mây đen tràn ngập, đè ép ngàn dặm, Thái Sơ Hoàng Thành cũng đã bị mây đen bao phủ. Bạch tính trong thành cảm nhận được áp lực, cường giả nội thành đều cao mày. Trên đỉnh thần sơn, nơi sâu trong nội thành, mây khói lượn lờ trong đình. Quyền Dận thần hậu đưa mắt nhìn về nơi xa. Hà Mộng Như cung kính đứng ở sau lưng của bà ta. Sấm sét xanh đỏ nối liền đất trời, cách ở rất xa cũng có thể nhìn rõ ràng. Khủng bố tới kinh dị luôn. Thần tướng cũng rất khó dùng thần lực để mà chống đỡ trực diện. Đứa bé kia cần phải dùng nhục thân để mà tiếp nhận tẩy lễ sao? Trong đôi mắt xanh thẳm của Quyền Dận thần hậu lóe ra lôi quang, mỉm cười gật đầu. Bà ta từng xem rất nhiều cổ tịch, biết được cái thời cổ có cường giả luyện thể, nhục thân đạt tới cực cảnh, có thể một quyền chấn động tinh hà. Nhục thân của Trần Mục càng mạnh, có thể thi triển thần thông mạnh hơn. Huyết mạch thần tộc và Hồng Mông tiên chủng sẽ có thể trao cho hắn sức mạnh mạnh hơn, cũng không cần lo không chịu nổi sức mạnh quá mạnh mà bị phản vệ. Thần hậu, thời đại này mà có độ kiếp sao? Trong mắt của Hà Mộng Như mang theo nghi hoặc. Quyền Dận thần hậu trầm mặc một lát sau đó mới trả lời. Tiểu Trần không có độ kiếp, đây là thiên lôi luyện thể, phương pháp tu luyện xa xưa, rất nguy hiểm. Hà Mộng Như có thể nhìn ra sự đáng sợ của thiên lôi. Thái Sơ Hoàng Thành tràn ngập ánh bạc, nhưng mà bầu trời bao phủ mây đen, đây là một chuyện chưa bao giờ có. Càng đến gần trung tâm của thiên lôi, càng có thể cảm giác được sự khủng bố của thiên lôi. Khương Vũ Thần không có dám tới gần Trần Mục, hắn ta đứng bên ngoài dài dặm. Cơ Thành Dân và Hướng Yên Hà cũng tới gần đó. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Trần Mục đang tắm trong thiên lôi. Bóng dáng kia trong ánh chớp lộ ra mơ hồ. Thiên lôi lần này rất là khủng bố. Lúc vừa mới bắt đầu, nhục thân giống như là dao cắt, tựa như là bị dạn tiễn xuyên tâm, đào thấu tim gan. Ngay cả linh hồn cũng đang chịu tra tấn. Tiếng sấm sét không ngừng. Trong mây đen, hơn 10 đạo lôi quang màu vàng đỏ đang xen rơi xuống. Thiên kiêu chung quanh đều phải rút lui. Trần Mục đã bị lôi quang bao phủ, dung nham chảy vòng vòng. Thiên kiếp khủng bố như thế à? Quả là tu tiên giả lợi hại. Thiên kiêu thần tộc không có nhìn được cảm khái. Bọn họ chưa từng thấy chân tiên, đều tưởng rằng Trần Mục đang độ kiếp. Nhục thân của Trần Mục liên tục bị tổn hại. Hắn cần phải tiêu hao năng lượng đi, sau đó phục hồi rất nhanh. Năng lượng trong cơ thể tiêu hao gần như không còn. Cần phải thiêu đốt căn nguyên sinh mệnh mới có thể chống đỡ tiếp tục luyện thể. Sau 3 ngày thiên lôi duy trì, có một số thần dược có phần mệt mỏi bởi vì cảnh tượng không có thay đổi cho nên cảm thấy không thú vị. Thần tộc dây xem bắt đầu rời đi. Cường độ thiên lôi không hề giảm bớt chút nào. Trong lôi quang, da thịt của Trần Mục hiện ra ánh vàng, không ngừng nứt ra, không ngừng khép lại, dòng máu đỏ tươi trong cơ thể của hắn đang bị thiêu đốt. Sau đó có một dòng máu màu vàng được sinh ra. Thời điểm hắn đang thiêu đốt căn nguyên sinh mệnh, huyết mạch trong cơ thể cũng vì vậy mà khô kiệt. Huyết mạch kim sắc ngược lại, đang thức tỉnh, toàn bộ quá trình giống như là đang thay máu. Chương 521, tầng thiên lôi thứ 6. Ở xương lồng ngực của Trần Mục hiện ra kim quang, những bộ vị gần cốt khác trong cơ thể đều sinh ra cái điểm sáng màu vàng. Huyết mạch Trần gia đang khôi phục dưới sự tôi luyện của thiên lôi. Lại là nửa tháng trôi qua, thiên lôi vẫn chưa có kết thúc. Chung quanh đã không còn thần tộc nào, thỉnh thoảng sẽ có thiên kiêu thần tộc tới xem một chút. Bạch tính ở trong Thái Sơ Hoàng Thành lúc đầu cảm thấy kinh ngạc, bây giờ chỉ cảm thấy tiếng sấm ảnh hưởng tới bọn họ nghỉ ngơi. Đều ngóng trong thiên lôi có thể kết thúc sớm một chút. Khương Phục Tiên ở Thái Sơ Thần Tháp, Hạ Trúc Dân không có việc gì. Nàng ta tới gần xem, nhìn thấy lôi trụ màu vàng càng lúc càng lớn, không khỏi có một chút lo lắng. Bỗng nhiên mây đen bị xé rách,
lôi trụ màu vàng tím càng to lớn, giống như là cái đuôi sao chổi. Hạ Trúc Dân đã bị sóng xung kích đáng sợ kia đánh bay ra ngoài rất xa. Nàng ở phía xa đều cảm giác được sau lưng phát lạnh. Trần Mục thân ở trong lôi quang cần phải chịu đựng đau đớn thế nào. Hạ Trúc Dân không có dám tưởng tượng chung quanh còn có rất nhiều tu tiên giả giống như nàng ta, trong mắt mang theo mong đợi. Sức mạnh cuồng bạo ở bên trong sấm sét càng ngày càng mạnh, Trần Mục tiêu hao căn nguyên càng lúc càng nhanh, nhập không đủ xuất, hắn quyết định sử dụng thần nguyên Đông Hoàng đã tặng cho. Nhờ vào năng lượng của thiên lôi luyện hóa thần nguyên, bổ sung năng lượng, đồng thời có thể tôi luyện quyết nhục, một công nhiều việc. Thiên lôi không ngừng mạnh lên, khiến cho thiên kiêu thần tộc đều không có thể tới gần. Cường giả thần tộc cũng không cách nào thấy được rõ cảnh tượng bên trong lôi quang. Thiên lôi chưa kết thúc thì chứng minh Trần Mục vẫn còn sống. So sánh với việc chờ đợi thiên lôi kết thúc, thần tộc càng chờ mong Khương Phục Tiên từ quang minh thần tháp bước ra hơn. Thời gian chớp mắt đã trôi qua 3 tháng. Mây đen bắt đầu tiêu tán, Thái Sơ Thần Hoàng đã khôi phục lại ánh sáng. Nhưng mà thiên lôi vẫn chưa kết thúc, càng ngày càng cuồng bạo. Cái chỗ sâu trong lôi quang, Trần Mục vận chuyển bất diệt kinh, giống như là Phật Đà tái thế. Hắn còn nhân cơ hội lĩnh hội lôi pháp chân kinh, lĩnh hội nhiều cái loại thần thông lôi pháp. Mây đen xé rách ra một cái lỗ hổng hình trăng lưỡi liềm, lôi quang trắng xóa từ trên trời rơi xuống. Một mảnh trắng xóa, trắng và đen rõ ràng như thế. Giây phút mà Trần Mục bị bạch lôi đánh trúng, da thịt có bụi trần tiêu tan theo gió, da thịt ngọc trắng không tì vết, hiện ra ống ánh sáng bóng, còn có một tầng ánh sáng rực rỡ mông lung. Thiên lôi chính thức đã biến mất, Trần Mục độ qua tầng thiên lôi thứ 6. Bất diệt kinh đạt đến cảnh giới đỉnh phong, còn một cực cảnh sau cùng nữa là có thể hoàn toàn nắm giữ bất diệt kinh. Trần Mục thay đổi áo bào mới tinh, áo trắng tung bay, đầu đầy tóc vàng, đôi mắt cũng là màu vàng, đứng giữa không trung, rất có tiên phong đạo cốt, rời xa thế sự. Lúc thiên lôi biến mất, có rất nhiều thiên kiêu thần tộc chạy tới chung quanh. Khương Vũ Thần có thể cảm giác uy áp mạnh mẽ của Trần Mục hiện đang tỏa ra. Bây giờ, cho dù hắn ta có toàn lực ứng phó, cũng rất khó chiếm được lợi thế. Còn có rất nhiều nữ thiên kiêu thần tộc quăng ánh mắt ngưỡng mộ đối với Trần Mục. Thậm chí, ánh mắt của thần nữ Hướng Yên Hà cũng hơi lóe sáng. Bọn họ đều đã bị Trần Mục hấp dẫn. Trần huynh, chúc mừng. Khương Vũ Thần chắp tay vừa cười vừa nói. Trần Mục mỉm cười đáp lại. Đa tạ. Cơ Khanh Dân nghi ngờ nói. Trần sư đệ, ngươi độ kiếp thành công sao? Sao mà lại cảm thấy không giống lắm vậy? Trần Mục cười lắc đầu trầm giọng nói. Ta chỉ là đang luyện thể thôi, không phải là độ kiếp. Thiên lôi tôi thể, tôi luyện nhục thân, khoảng cách tới độ kiếp còn cách rất xa. Trong mắt của thần tộc chung quanh mang theo kiếp sợ. Cái này không phải là độ kiếp. Khương Hiền sợ hãi than nói. Không độ kiếp đã mạnh vậy rồi, độ kiếp kinh khủng hơn. Khó trách trước kia đại năng tu tiên có thể sánh ngang với đại thần viễn cổ. Trần Mục nhìn về phía Thái Sơ Hoàng Thành. Bản thân tôi luyện thời gian dài như vậy, vị hôn thê còn đang ở quang minh thần tháp, không biết khi nào Khương Phục Tiên mới có thể đi ra. Khương Vũ Thần cười to nói, Trần huynh không ngại chúng ta có thể so tài hai chiêu không? Trần Mục khoát tài quyển chuyển nói, bây giờ ta vẫn chưa có quen với sức mạnh của mình, nghỉ ngơi hai ngày trước, về sau có cơ hội lại so tài không muộn. Ừ, cũng đúng, Trần huynh trở về nghỉ ngơi trước đi. Khương Vũ Thần có một chút ngứa tai nhưng mà không có ép buộc Trần Mục. Trần Mục biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại tàn ảnh của lôi quang. Thiên kiêu thần tộc chung quanh đều trừng to hai con mắt. Nơi này có cấm chế không gian, cường giả thần tộc cũng khó mà sử dụng được dịch chuyển không gian. Cơ Thanh Dân hoảng sợ nói, tốc độ nhanh thật, ta vừa nhìn thấy tia chớp lướt qua. Ánh mắt Khương Vũ Thần nghiêm túc nói, đó là lôi pháp dùng thân quá lôi. Tốc độ rất đáng sợ. Trần Mục trở lại Phục Tiên Các. Hắn lấy bồ đề đạo đài ra, ngồi xếp bằng trên đạo đài, cảm ngộ thay đổi của bản thân. Trong cơ thể của Trần Mục chảy cái dòng máu màu vàng, gân cốt huyết nhục đều là màu vàng. Thân thể đã thoát ly với phàm thai, là tiên thể đúng nghĩa. Hắn đang thu liễm sức mạnh của mình,
mái tóc màu vàng khôi phục lại màu đen như thường, đôi mắt khôi phục lại thành cái màu sắc vốn có, khí tức bá đạo dần dần biến mất. Trải qua hơn nửa ngày điều chỉnh, khí tức của Trần Mục được thu lại, trong đó có vẻ giống như bách tính bình thường. Chỉ có cường giả đứng đầu mới có thể nhìn ra thực lực của hắn bất phàm. Trần Mục đứng dậy, nhìn Hạ Trúc Dân đứng trong đình viện, nàng ta đang nhìn chằm chằm Trần Mục, đột nhiên bị phát hiện, có một chút ngượng ngùng cúi đầu. Hạ cô nương, làm phiền ngươi giúp ta một việc. Trần công tử mời ngài nói. Trần Mục nghiêm túc nói, Hạ cô nương, nhờ ngươi dùng linh lực công kích ta, dùng toàn lực của ngươi đi. Hạ Trúc Dân có phần lơ mơ, nghĩ đến thực lực cường đại của Trần Mục, cho nên cũng không có từ chối. Nàng ta giơ cánh tay lên, linh lực quanh thân tràn vào ngón trỏ và ngón giữa ở cánh tay phải, sau đó kiếm quang thanh sắc đã giọt ra. Các bạn vừa nghe xong tập 64, Ta là Hôn Phu Kiếm Thánh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.